Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Phi. Ở chapter 1072 trước đó, chúng ta đã thấy mặc dù bị Bonnie tra tấn tới mức biến thành trẻ con, nhưng vì lời hứa, Vegapunk vẫn không nói ra lý do vì sao ông lại biến Kuma trở thành một cyborg. Dù vậy thì Oda cũng đã có một đoạn hồi tưởng ngắn giữa Vegapunk với Kuma để những người ở góc nhìn thứ ba như chúng ta được tường tận. Theo đó, vì có một nhà khoa học ở vùng biển Tây nói rằng khối lượng của con người sau khi chết đi sẽ giảm mất 21 gram, và 21 gram đó chính là trọng lượng của linh hồn. Điều này khiến cho Vegapunk muốn thực nghiệm xem có đúng như vậy hay không bằng việc nhờ tới Kuma. Khi mà năng lực trái quỷ Nikyu của Kuma có thể biến hình ảnh tinh thần như là nỗi đau, ký ức thành dạng vật chất rồi đẩy ra ngoài. Cụ thể thì Vegapunk muốn Kuma đẩy chính ký ức của ông ra bên ngoài để xem nó có khối lượng là bao nhiêu. Và quả bóng hình chân thú khổng lồ mà Bonnie nhìn thấy trước đó chính là ký ức của ông. Thế nhưng mọi chuyện như thế nào thì phải sau chapter 1073 chúng ta mới được biết. Trong khi đó thì Kaku cũng đã chuyển qua hình dạng Zoan thất tỉnh đánh nhau với Zoro. Dù vậy thì nó chẳng thay đổi được gì, Zoro vẫn hoàn toàn áp đảo. Còn Luffy thì cũng đã ra lệnh cho bốn Seraphim tấn công phá hủy khu vực nghiên cứu trước khi Vegapunk kịp xuất hiện chiếm quyền điều khiển. Thế nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra khi cô nàng Satoshi quay xe, cán cổ Kaku rồi chuẩn bị tấn công tiếp Luffy. Vậy thì mọi chuyện sẽ như thế nào tiếp đây? Ngay trong chapter 1073 mới nhất này, chúng ta sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Đồng thời, mọi chuyện ở khác rối ràng, nghiêm trọng và hấp dẫn hơn những gì chúng ta tưởng tượng khi mà một trong ngũ lục tinh cũng đã trực tiếp thân trình tới đây. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống em miếng bánh uống trang trại và phân tích quanh đi chapter 1073 mới nhất cực kỳ hấp dẫn này. Chapter mở đầu bằng một hình ảnh không thể nào kịch tính hơn. Theo đó thì Luffy đã chủ động tấn công Satoshi sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra với Kaku. Thế nhưng cái mà Luffy tấn công chỉ là ảo ảnh do Satoshi tạo ra bằng kỹ thuật Kamiya. Nó cho thấy trình lục thức của cô nàng cũng rất ấn tượng, đầu nhảy số rất nhanh. Và bởi vì Satoshi biết rằng mình không thể nào chiến thắng nếu đấu một cách sòng phẳng với Kaku hay là Luffy, cũng như điều quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải là cách thức hành động. Vì thế cô nàng đã sử dụng tới đá biển, một con bài chuyên để khắc chế những người ăn trái quỷ. Satoshi rút ra thỏ son có gắn đá biển, tiếp cận rồi chạm vào cổ Luffy. Trong phút chốc, báo hoa mai đã hóa thành con mèo khi mất hết sức lực, không thể sử dụng được haki hay là biến hình, để rồi sau đó là ăn một táp lan ra bất tỉnh nhân sự hệt như Kaku. Về cơ bản thì Kaku với Luffy quá nhỏ. Từ CB9 chuyển qua tới CB0, mọi thứ đều rất ổn, rất suôn sẻ cho tới khi đụng tới Luffy cùng với Bang Moonrum. Nếu bạn còn nhớ thì sau khi bị Bang Moonrum đánh bại ở Enigma, danh tiếng của Luffy cùng với nhóm CB9 đã bị xấu đi đáng kể. Thậm chí họ còn phải trốn chui trốn nhủi, tránh sự truy lùng của hải quân. Với điều này thì liệu rằng sau những gì đã xảy ra ở hiện tại, Kaku với Luffy có bị làm phật tế thần giống như trước đó? Để từ đó thì góc nhìn của Luffy với chính quyền thế giới sẽ có sự thay đổi, rất khó nói. Dù thế nào thì nó cũng khiến cho Zoro với Brook tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy CB0 tấn công CB0. Còn Satoshi thì cũng đã liên hệ với Bân 04 thông báo về việc hoàn thành phần việc. Và một lần nữa nó lại khiến cho Bang Moonrum ngạc nhiên. Lần này là nhóm của Usopp đang ở cùng với Bân 01 Sakka. Để rồi sau đó Bân 01 nhận xét rằng mặc dù đã 20 năm ẩn thân nhưng Satoshi vẫn là đồng minh của họ. Điều này có nghĩa là gì? Ở chapter trước chúng ta biết rằng Satoshi chính là bản sao của Miss Buckingham Satoshi, là bản sao thí nghiệm thành công số 01 của Max. Và thời điểm 20 năm trước, tức là sau biến cố Ohara, sau khi Sanji được sinh ra, Vegapunk đã là một nhà khoa học của chính quyền thế giới, nhưng Max đã tan rã. Nó cho thấy cô nàng Satoshi sau khi được ra đời theo cách nhân bản vô tính, mặc dù không được thế giới chấp nhận nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị truy lùng đuổi tận. 20 năm trước thì Kaido đã đánh bại, sau đó sư tử Kozuki Ren, Wano Quốc chính thức chìm trong màn đêm dài đằng đẵng. Và 20 năm trước thì con người nhân bản vô tính đầu tiên cũng đã phải ẩn thân để có thể tồn tại. Liệu rằng 20 năm trước còn xảy ra biến cố nào lớn nữa và tất cả có liên quan gì với nhau không? Sau tất cả những gì đã xảy ra, có nghĩa nhân vật bí ẩn mà Vegapunk đã gọi điện nhờ giúp đỡ trước đó chính là cô nàng Satoshi. Nhưng như thế thì khá là khó hiểu. Làm cách nào để Satoshi có thể nghe máy nói chuyện với Vegapunk trong khi đang đứng cùng với Kaku và Luffy? Nami ngạc nhiên khi Vegapunk có thể cài gián điệp vào một tổ chức tình báo, lại là tổ chức mạnh nhất nữa, CB0. Thế nhưng Sakka đã nói rằng Vegapunk không có dự định đó, nhưng lại ra thế. Với điều này thì lại càng khiến chúng ta tò mò. Vì sao một con người nhân bản vô tính phải ẩn mình lẫn trốn sự truy lùng của chính quyền thế giới để sống, lại có thể gia nhập tổ chức tình báo khác tiếng CB0 như thế? Liệu rằng phía sau đó còn có ẩn khúc gì không? Trên hết là mặc dù đã khống chế được Kaku và Luffy, nhưng vì Satoshi có cùng cấp độ thẩm quyền với họ nên không thể ghi đài mình lệnh lên các Seraphim. Tức 4 Seraphim vẫn nghe theo mình lệnh của Luffy trước đó xóa sổ khu vực nghiên cứu. Bân 03 Edison trấn an Satoshi rằng cô làm đã rất tốt rồi, phần còn lại cứ để họ lo. Đồng thời Lilith với Edison cũng đã nhanh chóng chạy tới khu vực các Seraphim để trực tiếp chiếm quyền điều khiển từ Luffy. Và Zoro với Brook cũng nhận ra rằng nếu không thể ngăn cản bọn trẻ, tức các Seraphim lại, thì họ cũng không thể nào rời khỏi hòn đảo. Đồng thời hai thanh niên này cũng đang có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Và để từ đây, một lần nữa chúng ta được thấy sự xuất sắc của đôi cánh vô hội tạc tương lai, một màn trình diễn vô cùng ấn tượng và kịp thời của Zoro với Sanji. Giống hệt như các cách cả hai đã xuất hiện cứu cô bé Otoko ở bụi sư tử, lãnh chúa vùng Hakumai, Shimotsuki Yasue ở Wano Quốc vậy. Bân 02 Lilith từ trên cao nhìn thấy các Seraphim chuẩn bị ra lệnh thì bị Seraphim Mihawk phá mục tiêu, khiến cô nàng toát mồ hôi xanh mạch vì cô biết rõ bọn chúng mạnh như thế nào. Và với biểu cảm đó của Lilith cho thấy cô nàng hiểu rằng mình không có một cơ hội nào né tránh.
Thế nhưng ngay khi Seraphim Mihawk vung kiếm tấn công thì Yoro đã kịp thời xuất hiện, bút Haki vào kiếm chặn đứng, giải cứu Lilith trong tích tắc. Và bạn thấy gì thú vị không? Trước đó ở Amazon Lily, Seraphim Mihawk đã vô cùng tự tin và có phần kiêu ngạo khi dẫm chân lên xác hai tạc, sau đó là chủ động tấn công Rodan. Thậm chí là khi Rodan cường hóa Haki vũ trang vào cánh tay để đỡ đòn, Seraphim Mihawk cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Nhưng ngay lúc này thì sao? Tất nhiên là Yoro không thấy mạnh hơn Rodan, nhưng nó lại khiến cho Seraphim Mihawk tỏ vẻ kinh ngạc, khó nhằn. Vậy là vì điều gì? Tôi nghĩ rằng sức mạnh chỉ là một phần, lý do chính đó là vì sát khí của Yoro. Bởi nếu bạn còn nhớ thì 2 năm trước, Yoro cũng đã từng khiến cho Kaku kinh ngạc, toát mồ hôi chỉ bằng sát khí của mình. Kaku đang điên cuồng tấn công thì Yoro không đỡ nữa, mà chỉ đứng im chỉ kiếm vào người Kaku, khiến Kaku toát mồ hôi kinh ngạc và nói rằng: "Vừa rồi là gì vậy? Trong tích tắc mà hắn đã như thế, một con quỷ ba đầu sáu tay vậy." Hay là ở bằng Hazard mới đây thì cùng với sát khí của mình, Yoro đã khiến cho Monet đứng trong chân chờ Yoro bay tới chém mà không thể di chuyển được. Thậm chí là nếu bạn còn nhớ thì trong lần đầu tiên chạm mặt đấu kiếm với Mihawk thì Mihawk đã có phần ngạc nhiên, nhận xét rằng đường kiếm của Yoro rất hung hăng. Có nghĩa theo tôi, bởi vì Seraphim Mihawk có cảm xúc nên đã cảm nhận được sự thay đổi trong con người Yoro, từ bình thường chuyển lên hắc ám trong tích tắc, một điều thật sự đáng sợ. Nó hoàn toàn khác với Rodan ở Amazon Lily. Vậy còn Sanji thì sao? Cũng ấn tượng không kém, thậm chí tôi còn thấy ấn tượng hơn cả Yoro. Mặc dù ít khung tranh hơn, trông quanh hơn, nó giống như tốc độ của cậu ta vậy, quá nhanh, quá nguy hiểm. Ngay chỗ tôi khoanh tròn này bạn có thấy gì không? Seraphim Shinbei cũng đã khóa mục tiêu bằng 03 Edition, sau đó bắn tia laser tấn công. Có thể thấy tia laser đã bay ra khỏi nòng. Và nếu chiếu theo ngoài đời thật của chúng ta thì tia laser di chuyển với tốc độ tương đương với tốc độ ánh sáng, tức là hơn 1 tỷ km trên giờ, tức là gần 300 triệu mét trên giây. Điều này biến chúng trở thành thứ di chuyển nhanh nhất trong vũ trụ. Về cơ bản thì đòn tấn công của Seraphim Shinbei có tốc độ rất nhanh, Lilith không thấy cơ hội sống sót nào cho Edison. Thế nhưng trong tích tắc thì Sanji đã xuất hiện rồi bế Edison ra chỗ Yoro. Một phản xạ mang tầm vũ trụ của Sanji, quá ghê gớm. Vậy nên cũng hiểu vì sao Lilith lại mừng, khóc hạnh phúc như vậy. Đơn giản là bởi vì họ đã thật sự từ cõi chết trở về, như được sinh ra lần thứ hai vậy. Trên đó thì nếu bạn còn nhớ, Oda từng nói rằng Luffy thiên về Haki bá vương, Yoro thiên về Haki vũ trang, còn Sanji thì thiên về Haki quan sát. Và trong một vài khung tranh ít ỏi ở chapter này, Yoro với Sanji đã thể hiện được gần như toàn bộ thế mạnh của mình. Vậy là cuối cùng thì Vegapunk cũng đã chiếm được quyền điều khiển, 4 Seraphim cũng đã dừng lại. Còn Yoro thì cũng muốn có một lời giải thích thỏa đáng, vì tại sao lại có một đứa trẻ hệt như ông thầy của mình ở đây. Trong khi đó thì Stussy cũng đã thông báo với Sokka rằng cô đã dùng còng đỏ biển để trói Luffy với Kaku lại rồi. Có nghĩa nếu có hai tính lại thì cũng không thể làm gì được nữa. Và bưng không một Sokka nói rằng họ sắp rời khỏi hòn đảo, Stussy cũng nên đi cùng họ. Nó khiến Usopp ở bên kinh ngạc vì Vegapunk cứ thêm người đi kế. Điều này có nghĩa tổng cộng sẽ có 8 người đi cùng với bang Murom là Vegapunk cùng với 6 nhân bản và Stussy. Hay vẫn chỉ 7 người, tức là cô nàng bưng không năm Atlas đã thật sự bị loại bỏ. Dù thế nào thì với việc có thêm Stussy, Sanji sẽ rất sung sướng. Trên đó thì tôi nghĩ rằng nếu không có ai chiếm quyền điều khiển các Seraphim từ tay Vegapunk thì 4 Seraphim này cũng sẽ lên tàu bang Murom. Bởi đây là những sản phẩm khoa học tăng tiến đầy sức mạnh mà Vegapunk đã tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức mới có thể tạo ra. Thứ sức mạnh có thể làm thay đổi cán cân quyền lực của thế giới. Còn hai thanh niên Luffy Chopper thì vẫn miệt mài đi tìm Bonnie với tiến sĩ Vegapunk. Và kết quả như thế nào thì phải chờ chapter sau chúng ta mới được biết. Bởi ngay lúc này, chapter đã chuyển cảnh sang hòn đảo Nhân Sư ở tầng thế giới. Và đây chính là quê hương của bố già râu trắng. Theo đó, ngay khi Marco vừa về tới nhà, những đứa trẻ đã chạy tới kể lể rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu đi vắng. Bởi vì hòn đảo này không thể nạp được cống phẩm thiên đường cho chính quyền thế giới, nên ở đây là một nơi vô pháp vô thiên và hải quân cũng có thể trở thành hải tặc, thậm chí là còn tàn nhẫn, độc ác hơn thế. Ví dụ điển hình cho điều này là ngay khi Marco đi tới Wano, những tên hải quân đã kéo tới đây với mục đích là chiếm đoạt kho báu của râu trắng. Có thể thấy chúng đã chĩa súng vào cả những đứa trẻ, thậm chí là một bà cụ. Và rằng nếu không chịu khai ra kho báu thì sẽ bị quy vào tội phản loạn chống lại hải quân. Nhưng nơi đây lại không hề thuộc chính quyền thế giới. Thế thì một lực lượng chấp pháp của chính quyền thế giới đâu có quyền hành gì ở đây. Nó cho thấy gì? Giống như cái cách Đô đốc Ryokugyu hành xử ở Wano, một đất nước cũng không thuộc chính quyền thế giới. Chúng mày liệu có chút nhận thức nào không hả? Về cái cách mà thế giới ngoài kia vận hành, Thiên Long Nhân là các vị thần, chính quyền thế giới chưa sáp nhập thì nơi đây chưa được gọi là đất nước. Thế thì làm gì có cái gọi là nhân quyền? Và các ngươi có hận thì cũng thế, đây chính là luật của thế giới này. Và mặc dù là tên đại tá mẹt chuột kia không nói rõ ra như thế, nhưng hành động thì cũng đã phản ánh được chính xác. Thế nhưng ngay khi hắn ta định bắn bà lão, thì đứa con trai tự xưng của râu trắng Edward Vivo liền xuất hiện, một đao tiện hắn ta đi xa. Cựu thất vua hải này đã thay mặt Marco bảo vệ quê hương râu trắng. Có thể thấy bộ lính hải quân hoảng sợ ra sao khi nhìn thấy một cựu thất vua hải xuất hiện ở đây mà không bị hải quân truy lùng. Để rồi sau đó khi một tên lính không liên lạc được với nhóm hải quân đi truy bắt Vivo, thì chúng càng hoảng loạn hơn nữa. Ta không thể liên lạc được với đơn vị hải quân đó, họ bị hạ rồi. Đúng như ta nghĩ, hắn khỏe như một con quái vật. Điều này có nghĩa nhóm hải quân bao vây Vivo mà chúng ta đã thấy trước đó hoàn toàn bị xóa sổ. Đồng thời những lời của tên lính hải quân này là hệt như của Đô đốc Kizaru trước đó. Hắn ta xuất thân từ đâu không quan trọng, nhưng có một điều không thể chối cãi,
Hắn là một khoái tạc có sức mạnh khủng khiếp, giống như một râu trắng thời trai trẻ với sức mạnh thuần túy vậy. Quay trở lại hiện tại, khi Marco đang ngồi trò chuyện với những đứa trẻ thì Miss Buckingham Stacy, mẹ của Weevil xuất hiện, của trách Marco rằng chờ xong xuôi hết mọi chuyện rồi thì mới trường mặt ra là sao. Bà Weevil đã bị đô đốc Rio Kugil bắt đi khi cố gắng bảo vệ hòn đảo, vì thế bà ta đã khóc lóc yêu cầu Marco đi đem Weevil trở về. Chưa hết, Marco còn phải giao ra toàn bộ tài sản của bố già râu trắng để lại. Và nếu Marco không tin Weevil là con trai của râu trắng thì có thể đi hỏi Vegabon tùy thích. Với thông tin này thì có thể thấy Vegabon dính líu tới rất nhiều vụ việc trong thế giới Wannabe, từ hải tặc cho tới hải quân rồi cả quân cách mạng. Vậy thì giữa râu trắng với Weevil và Mick Buckingham có một mối liên hệ như thế nào đây? Và tại sao lại có dính líu tới Vegabon? Có thể thấy mẹ của Weevil được cô đã giới thiệu là cựu thành viên ban hải tặc Rock, nhà khoa học tự phong, cư dân Mars, Miss Buckingham, tên thật là Buckingham Stacy. Tức là giống như tôi đã nói trong video Q&A số 9 rất lâu trước đây, Miss Buckingham chính là một thành viên trong ban hải tặc Rock, bởi Marco đã từng nói với Neko Mamushi rằng Bucking, mẹ của Weevil, là một cựu hải tặc. Thời bà ta còn hoạt động là khoảng 30 năm trước, không, tầm khoảng 40 năm trước thì chính xác hơn, bà ta từng ở cùng thuyền với bố già. Có nghĩa sau biến cố Godfrey Lay 38 năm trước, ban hải tặc Rock bị xóa sổ, bà ta cũng đã biến mất theo. Và 3 năm sau đó, tức là 35 năm trước, Edward Weevil ra đời. Nhưng như tôi đã nói thì khả năng rất cao, Weevil không phải là con ruột của râu trắng, và cũng chưa chắc là do Buckingham sinh ra, bởi bên trên người của Weevil có rất nhiều vết dao kéo để chứng tỏ rằng tên này đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Kết hợp với những thông tin về Miss Buckingham Stacy trong chapter này, như là một nhà khoa học tự phong, là cư dân Mars, thì tôi có thể kết luận rằng cũng giống như ở hòn đảo khác này, ngoài Vegabon cùng với 6 bản thể thì còn có rất nhiều cư dân sinh sống ở đây. Họ có thể là những phụ tá trong phòng thí nghiệm. Và Miss Buckingham Stacy cũng như thế, là một công dân đã từng làm việc trên con tàu của nhóm Mars, sau đó tự gọi mình là một nhà khoa học luôn. Đồng thời có thể thấy bà ta là một kẻ vì lợi ích của bản thân, còn lại được không quan trọng. Khi mà Weevil muốn đi tìm râu đen để báo thù cho râu trắng thì bà ta đã nói rằng làm thế thì không có lợi gì cả, thời đại này chỉ có tiền, phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Có nghĩa Buckingham Stacy là một kẻ xuất lực có hạn nhưng mà thủ đoạn thì vô biên. Và bà ta đã lấy đứa con trai Weevil của mình ra để làm công cụ. Bằng việc nhờ đỡ Vegabon tạo ra Weevil bằng phương pháp nhân bản vô tính dựa trên bộ gen của râu trắng giống như Stacy. Và Weevil chính là thí nghiệm nhân bản vô tính đầu tiên của Vegabon cùng với Nhamas, nhưng đó là một sản phẩm thất bại. Nên ở chapter trước chúng ta đã thấy Stacy được giới thiệu là bản sao thí nghiệm thành công số 01 của Mars Stacy. Và bởi vì Weevil thất bại nên mới không có được sự thông minh, hoạt bát hay là năng lực trác của chấn động Gura, cũng không có được ngoại hình giống như râu trắng. Hỏa mai thì chỉ có phần nào sức mạnh thể chất là tương đồng với râu trắng thời trai trẻ. Và đó là lý do vì sao Buckingham Stacy đã yêu cầu tiếp Vegabon phải phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình sao cho giống với râu trắng nhất có thể. Còn Vegabon thì xem như có một vật thí nghiệm miễn phí, cơ bản là đôi bên cũng có lợi. Và khả năng cao là Vegabon còn yêu cầu được tạo ra một bản sao của chính bà ta nữa. Thế thì cô nàng Stacy mới có điều kiện để ra đời được. Vậy nên cũng như vì sao Miss Buckingham Stacy lại tự tin nói với Marco rằng đi hỏi về cái bằng nếu thấy cần thiết, bởi đơn giản thì Weevil có phần nào đó huyết thống của râu trắng. Đồng thời vì phải đi truy bắt Weevil nên 7 ngày sau cuộc chiến thì đô đốc Rio Kugil mới tới được Wannacook. Và có thể ngay lúc này Weevil đang bị nhốt trong tầng 6 ngục Imidown với một cơ thể teo tóp trắng. Trên đó thì tôi đang rất tò mò muốn biết Marco sẽ đi giải cứu Weevil như yêu cầu của Buckingham Stacy không, hay là sẽ đi tìm kiếm về cái bằng để rồi sau đó tiếp tục trợ giúp Luffy cùng với đồng đội đây. Hoặc cũng có thể đơn giản hơn là vẫn ở lại hòn đảo nhân sư mặc cho bà ta khóc lóc năn nỉ. Nhưng với tính cách trọng nghĩa khí như Marco thì khả năng cuối cùng rất khó xảy ra, tức Marco sẽ không ngồi yên ở hòn đảo nhân sư. Về cơ bản thì Wannabe đã gần kết thúc rồi nên Marco sẽ không rảnh tay như trước mà liên tục dính vào những trận chiến khác nhau. Trong khi đó thì ở ngoài biển, vậy là không chỉ có một hải quân mà là một hạm đội hỗn hợp chính phủ hải quân đang trên đường tiến tới khác. Cùng với đó là một sự bất ngờ, có một nhân vật máu mặt tầm cỡ trong bộ sổ chính quyền thế giới đã đi cùng với hạm đội này, bởi không phải một ai khác mà chính đô đốc Kizaru là người phải bưng trà bánh phục vụ cho nhân vật đó, và mọi thứ đều phải được kiểm tra độc trước. Và nhân vật máu mặt đó không ai khác chính là một trong ngũ lỗ tinh, và người này tên là Thánh Zegasia Satan. Chính điều này đã khiến cho chapter 1073 trở nên đặc biệt hấp dẫn hơn bao giờ hết, bởi đây là lần đầu tiên sau hơn 1070 chapter chúng ta mới được thấy một trong ngũ lỗ tinh rời khỏi thánh địa Merazoi trực tiếp thân trên tới khác dưới sự hộ tống của một đô đốc hải quân. Nó cho thấy những sự kiện đang xảy ra ở hòn đảo này là vô cùng tồi tệ đối với chính quyền thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn vong của thế lực này. Theo đó, khi được Kizaru hỏi đã gặp Vegabon chưa, Thánh Zegasia Satan đã nói rằng ông đã gặp Vegabon một lần trước đây, rất lâu về trước, và mọi chuyện gần đây tiến triển như thế này thật sự buồn. Vậy một lần trước đó là khi nào? Tôi nghĩ là thời điểm chính quyền thế giới biết được những sự đột phá về nhân tố di truyền cũng như sự ra đời của con người nhân bản vô tính thành công đầu tiên, Stacy. Ngũ lỗ tinh đã gặp Vegabon để thuyết phục ông về làm việc cho chính quyền thế giới, khả năng cao là như vậy. Và bạn thấy gì thú vị thông qua cái tên Zegasia Satan này? Đồng thời thì theo bạn, tại sao đích thân một ngũ lỗ tinh lại phải trực tiếp đi tới ác khác? Và tôi sẽ mổ xẻ mọi thứ, nói tất cả điều này ngay bây giờ. Đầu tiên là tôi muốn nói về cái tên Thánh Zegasia Satan của vị ngũ lỗ tinh này.
Theo đó chúng ta có thể hiểu Zygarcia chính là tên của gia tộc, còn Saturn chính là tên của vị ngôi đô tên này. Và sau gia tộc Don Quixote của Doflamingo thì đây là gia tộc thứ hai mà chúng ta được biết. Bởi gia tộc của Thánh Charlotte là gì thì chúng ta chưa hề biết. Đồng thời tôi nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mà Oda lấy cái tên Saturn để đặt cho một ngôi đô tên như thế. Bởi Saturn chính là sao thổ, là tên La Mã của Titan Cronus, là vị thần thời gian. Thậm chí quay quanh sao thổ còn có một số vệ tinh được đặt theo tên của các Titan và con cháu Titan, tức là anh em họ hàng của Cronus trong thần thoại Hy Lạp. Và trong số các hành tinh thì sao thủy, sao kim, sao hỏa, sao mộc và sao thổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường và đã được biết tới từ thời cổ đại. Vậy nên nhằm để tôn vinh các vị thần trong thần thoại Hy Lạp La Mã, năm hành tinh này đã được đặt theo tên của các vị thần. Cụ thể thì sao thủy có tên là Mercury, là tên của vị thần liên lạc và đưa tin trong thần thoại La Mã. Còn trong thần thoại Hy Lạp thì vị thần này có tên là Hermes. Sao kim Venus được xuất phát từ vị thần Venus, là thần vệ nữ trong thần thoại La Mã. Còn sao hỏa có tên là Mars, được người Hy Lạp đặt theo tên của vị thần chiến tranh Ares hay Mars trong tiếng La Mã. Còn sao mộc có tên là Jupiter, bởi đây chính là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Vì thế người Hy Lạp đã lấy tên của thần Zeus ngự trị trên ngai vàng tối cao đặt cho hành tinh này. Zeus là thần trị vì các vị thần, cai quản đỉnh Olympia, đồng thời cũng là thần sấm chớp. Và theo tiếng La Mã thì thần Zeus có tên là Jupiter, nên sao mộc được gọi là Jupiter. Kết hợp với việc ba vũ khí cổ đại cũng được đặt theo tên của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp La Mã, cũng là tên của ba hành tinh trong hệ mặt trời. Cụ thể thì là Pluto sao Diêm Vương, Poseidon sao Hải Vương và Uranus sao Thiên Vương. Thì chúng ta có thể đoán định rằng tên của bốn ngôi đô tên còn lại chính là tên của bốn hành tinh còn lại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Venus, Jupiter, Mercury, Mars. Như vậy thì điều làm tôi thật sự quan tâm đó chính là việc vì điều gì mà ngôi đô tên lại trực tiếp thăng trên đi tới khác như thế. Điều đầu tiên thì có thể nhiều anh em đã đoán được, đó chính là việc thủ tiêu Vegapunk rồi sau đó chiếm quyền điều khiển các Seraphim. Giống như tôi đã nói trong video phân tích chapter 1020, khi mà Vegapunk đã gọi những Seraphim này là nhân loại tối cường, hay có thể hiểu là nhân loại mạnh nhất. Đồng thời thì dường như Oda lấy tưởng từ Kitô giáo cho cái tên Seraphim này. Khi mà Seraphim chính là những phẩm trật thiên thần thượng cấp, là những thực thể thần linh mang quyền năng và chức vụ cao nhất trên thiên đàng, trực tiếp phụng sự Chúa. Mà cụ thể thì Seraphim chính là những liến thần, là thiên thần cao cấp nhất có quyền năng chỉ đứng sau Chúa Trời. Họ đứng bên cạnh Chúa Trời với vai trò là cố vấn, cai quản thiên giới và tất cả các thiên thần khác. Với việc phẩm trật thiên thần Seraphim này chính là thiên thần cao cấp nhất, có quyền năng chỉ đứng sau Chúa Trời, thì chúng ta có thể hiểu rằng trong One Piece, những người máy sinh học Seraphim cũng chính là chìa khóa sức mạnh để dẫn tới những sự thay đổi trật tự thế giới theo hướng có lợi cho chính quyền thế giới. Và cái danh xưng nhân loại tối cường mà Vegapunk đã dành cho các Seraphim này đã nói lên tất cả. Vậy nên cũng như vì sao, ngũ lũ tinh cũng chính là người có quyền điều khiển các Seraphim ở cấp độ cao nhất mà không phải một ai khác. Bởi đơn giản thì các Seraphim này quá mức quan trọng, nó quá mạnh mẽ và đáng sợ, sẽ khiến cho các cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía nào có được chúng, những sản phẩm là đỉnh cao nhất của khoa học. Đó là lý do vì sao, ngay khi nghe tin bang Murom đang có mặt ở Akatsuki thì Akainu đã vô cùng lo lắng và nhận xét rằng nếu như Vegapunk liên minh với Murom, chuyện đó sẽ tạo ra một lỗ hổng rất lớn trong sức mạnh của chúng ta. Còn Kijiru với Thánh Zygarcia Saturn thì sau khi biết tin cũng đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức đi tới Akatsuki. Có nghĩa khả năng cao thời điểm đó thì Đô đốc Kijiru đang ở thánh điện Merojoy bên cạnh ngôi lũ tinh. Rõ ràng những người này hiểu rõ, một mình nhóm CP0 thì không thể nào đối phó được bang Murom với tư hoàng Luffy đang vô cùng sung sức để hoàn thành nhiệm vụ. Và sẽ vô cùng nguy hiểm nếu để Vegapunk rời đi cùng với bang Murom, kéo theo đó là các Seraphim. Một khi biến cảnh đó xảy ra thì dễ hình dung được mọi công sức, thời gian, tiền bạc mà chính quyền thế giới tiêu tốn vào tiến sĩ Vegapunk từ trước tới giờ đã trở thành công cốc đổ sông đổ biển. Nhưng tôi nghĩ rằng còn có một lý do khác, và đây mới chính là lý do thật sự cho việc ngũ lũ tinh thân trình tới khác. Nếu bạn còn nhớ thì trước đó ở Wano Quốc, trong khi Luffy đang đánh nhau với Kaido thì ngũ lũ tinh đã ra lệnh cho các CP0 trừ khử Luffy Murom ngay lập tức. Và tất nhiên ngũ lũ tinh hiểu CP0 không có khả năng để làm điều đó, chen chân vào một trận chiến của những kẻ mạnh nhất thế giới. Cái mà ngũ lũ tinh muốn CP0 làm khi đưa ra mệnh lệnh đó là phải trừ khử Luffy Murom ngay khi có cơ hội bằng mọi cách có thể. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là dẹp chuyện truy bắt Nico Robin và tìm cách kiểm soát hoàn toàn Wano Quốc qua một bên. Hai vấn đề đó đã trở thành thứ yếu, không còn quan trọng nếu so với việc giết cho bằng được Luffy Murom. Và nếu trước đó ngũ lũ tinh muốn bắt sống Nico Robin thì với Luffy hoàn toàn khác, thế lực này muốn giết Luffy. Rõ ràng ngũ lũ tinh đã nhận ra sự nguy hiểm, sự uy hiếp của Luffy Murom tới chính quyền thế giới là lớn như thế nào. Và thế lực này muốn tiêu diệt tận gốc mầm móng đang ngày một lớn lên đó ngay khi có cơ hội. Bởi ngũ lũ tinh không hề muốn thấy viễn cảnh trái quỷ mà Luffy đã ăn thức tỉnh. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi chính hành động tưởng như giết Luffy của CP0 lại hóa ra là giúp Luffy thức tỉnh được trái quỷ của mình, biến thành một chiến binh giải phóng nô lệ Thái Dương Thần Nika, với một sức mạnh bá đạo trên từng hạt gạo, khi năng lực sức mạnh này chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng mà thôi. Và đây chính là lần đầu tiên sau hàng trăm năm có người thức tỉnh được trái quỷ do thần thoại Thái Dương Thần Nika đó, điều mà ngũ lũ tinh vô cùng lo sợ. Và ở cùng một thời điểm, ở cùng một nơi lại có tới hai mục tiêu lớn, rất lớn, thật sự lớn cần phải đạt được, thì cũng dễ hiểu vì sao một trong ngũ lũ tinh lại phải trực tiếp ra tay như thế. Và giống như tôi đã nói trước đó,
để có thể quản lý ra lệnh được cho những kẻ rất mạnh, cực kỳ mạnh như là Tổng tư lệnh Công, Phật Vàng Senoku hay Phó Đô đốc Gap cùng nhiều đô đốc hải quân mạnh mẽ khác, thì Ngô Lũ Tinh phải có thực lực thật sự rất mạnh, chứ không phải là ngồi đó chỉ tay năm ngón cho xong chuyện. Và để đạt được mục tiêu là trừ khử Vega Băng cũng như chiếm quyền điều khiển các Seraphim, thì bắt buộc Đô đốc Kiru cùng với Thánh Zegasia Satan phải đánh bại Ben Murom. Tức là hai mục tiêu đó có sự ràng buộc lẫn nhau, liên kết chặt chẽ với nhau. Vậy nên viễn cảnh đang chờ đợi Luffy cùng với đồng đội ở phía trước là rất cam go đầy kịch tính, khi họ không chỉ đối đầu với Đô đốc Kiru cùng với hạm đội hải quân, mà còn đó là một Ngô Lũ Tinh, những nhân vật có quyền lực nhất chính quyền thế giới. Vậy thì liệu rằng cuộc cách mạng với Dragon có tới góp vui hay chỉ có Ben Murom đối đầu trực tiếp, thật sự rất đáng mong chờ. Và trên đây là tất cả những gì tôi muốn nói về One Piece Chapter 1033 mới nhất đẹp dẫn này. Hy vọng anh em thích video và đừng quên like đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.